Cây này là cây phú sữa thưa quý vị các bạn. Cây bonsai phú sữa. Thì nó trồng trong cái chậu lục giác. Đường kính chắc khoảng đường kính chậu này khoảng 1m6 thưa quý vị các bạn. Bộ đế nó đẹp lắm. À, bộ đế nó nổi chảy dài lên. À, cây này thì qua thăm anh sẽ quay riêng một cái video cho quý vị các bạn xem trong full trong cái video này luôn được nè. Tại vì nó có nhiều cái chi tiết để qua thăm anh có thể quay được thưa quý vị các bạn. Ở đây cái thân của nó là thưa quý vị các bạn. À, thân đẹp không? Hoành gốc này chắc khoảng hoành gốc này thì không to lắm thưa quý vị các bạn. Hoành gốc này khoảng 80 90 thôi. À, nhưng mà được cái thì nó có một cái bộ đế, bộ rễ đều lắm nha quý vị các bạn. À, bộ rễ nổi cực kỳ đều luôn thưa quý vị các bạn. Đó, xung quanh nó có, xung quanh nó nổi đều lắm. Các bạn nhìn thấy không? Đó, nè rễ nè, đã không? Cục gân cổ lão luôn, cổ lão lắm nó mới lên được cái bộ rễ này. Đã không? Cây này thì trước mắt hiện tại thì được cái bộ rễ này. Còn phần trên thì chưa, phần trên phần thân thì đang xử lý thưa quý vị các bạn. Quý vị các bạn nào mà thích cây vú sữa này thì cứ comment phía bên dưới nha.